Quán Nhật xin kính chào cô chú và anh chị. Hôm nay bên em sẽ lên những sản phẩm đẹp độc lạ nha chị. Anh chị yêu thích anh chị cứ nhắn gửi điện thoại qua Zalo bên em nha chị. Em có niêm yết trên kênh là 0935 nha chị, 245244. Anh chị yêu thích anh chị cứ gọi nhắn tin nha chị. Mong anh chị ủng hộ và đăng ký kênh nha chị, để những sản phẩm bên em lên hoặc là em sẽ live trực tiếp, nó sẽ thông báo với anh chị nha. Rồi hôm nay em sẽ bên em ship toàn quốc nha anh chị, bao bể mẻ nha, ship toàn quốc bao bể mẻ. Rồi bây giờ này em sẽ lên một cái bộ trà nha chị. Bộ trà này là một cái bộ trà sơn thủy nha, bộ trà sơn thủy. Em lấy cái bộ trên gác, bộ một bình hai mươi trên gác lâu lắm mà xanh lam, em xuống lam nó có giá trị. Rồi nha anh chị, đây một bình với cái hũ, cái dòng trà đỏ đỏ nữa. Rồi nha chị, cái này là sơn thủy nha anh chị, sơn thủy hòa tiết. Chị ai điện thoại Hương ơi. Rồi nha chị, cái này là hòa tiết sơn thủy. Lọc này là lọc tổ âm, lọc tổ âm nha anh chị, truyền ẩn nha anh chị, cái này là truyền ẩn. Đấy, bình này là dung tích là 450ml hoặc tới 500ml nha anh chị, tới 500ml. Đây là dòng xứ xương nha anh chị, dòng xứ xương. Đấy, họa tiết là sơn thủy, bộ này rất là đẹp luôn. Đường kính 7 và cao bình là 5. Bộ này hôm nay em cũng sale giá nha anh chị, hồi giờ là em bán với giá là 1,5 triệu nha. Hôm nay em cũng sale giá anh chị, bộ này là 1,200,000 luôn. 1,200,000. Chốt giùm em H21 nha anh chị, 1,200,000. Mã H21. Đó, H21 1,200,000 nha anh chị nha. H21. Rồi bỏ luôn giá tầm chuông xuống không? Không có lấy bình đó. Cái bình trà một bình 2 ly nên đậm ở trên tủ này không? Rồi nha chị, em lên một cái bình dòng Canadon hạt nhiều nha chị, dòng Canadon. Đấy, có truyện ký đầy đủ nha anh chị, truyện ký đầy đủ luôn, dòng xanh Canadon. Đấy, họa tiết là hoa, truyện rất là ok anh chị nha. Cái này là có truyện ký đầy đủ luôn. Đấy, miệng bình là 6 nha anh chị và cao là 32. Cao là 32 anh chị nha, cao 32. Đấy, hôm nay anh chị bình này cũng sale giá 550k nha anh chị, 550k. H22 nha anh chị, mã H22. 550k H22. Miệng là 6, cao là 33, vòng bụng 58 nha anh chị đấy. 550k H22 nha anh chị đó. Những cái bình này em sale giá rất là rẻ luôn nha anh chị nha. Rồi bộ dĩa hoa nha chị, một cái bộ dĩa hoa gồm có một dĩa anh chị nha, có cái này là hai dĩa và ba dĩa, bốn, em có bốn, tổng là bốn dĩa nha, tổng là bốn dĩa. Dĩa này là đường kính 22 nha anh chị, 22, bốn chiếc, không có truyện nha chị, 120k bốn chiếc, 120k nha chị, bốn chiếc nha. H23 H23 nha anh chị, 120k 4 chiếc H23. Rồi anh chị, cái này là một cái bình cũng dòng xanh Canadon nha anh chị, dòng xanh Canadon. Mà cái bình này anh chị nó là dòng ít hạt nha. Bình này là dòng ít hạt anh chị nha, là gọi là ít hạt. Đấy,
Bên này là cũng có truyện ký đầy đủ nha anh chị. Cái này là dính giấy thôi, truyện ký đầy đủ nha. Bên này là miệng là 6 và cao 34 nha anh chị, cao là 34. Rồi cái bình này em bán 450k nha anh chị, 450k. 450 nha anh chị, chốt giùm em mã H24. Không có không được à thôi. Đâu được sạc mất mà. Thì đó đây rồi giờ 450 nha anh chị, H24 nha, H24. Rồi một cái này chị, cái bình này là cái này là dòng xanh Canadon nha anh chị. Xanh Canadon. Bình này là miệng bình là 3 và cao bình là 14 nha anh chị. Cao mình là 14. Bụng là 36 nha anh chị. Lấy cái chén này, lấy chén ngủ sức. Rồi, cái này là 150k anh chị nha, 150k. H25 nha anh chị, 150k H25. Cái này dĩa anh chị, cái này là dĩa ngũ sắc vàng nha, ngũ sắc vàng. Dĩa này là đường kính 11 nha anh chị, và xin lỗi đường kính 21, đường kính 20 và cao là 4 nha anh chị. Dĩa này đấy. Rồi hôm nay em cũng sale giá nha anh chị, sale giá cuối năm luôn, 180k. Là cái này em bán chị, hồi giờ em sẽ bán với giá 200. Hôm nay em sẽ sale giá còn 180k nha chị, 180k. Chốt cho em mã H26, vì là chị những cái dòng này là rất là đắt tiền nha chị nha. À, rất là đắt luôn. 180k là H26, 180. Đấy. Rồi một cái tô anh chị, một cái tô Imari. Tô Imari nha anh chị, họa tiết là vẽ. Họa tiết là vẽ sơn thủy, cái tô Imari xưa luôn nha anh chị, nó là Imari xưa. Và đều là có truyện ký đầy đủ luôn. Đường kính tô 18 nha anh chị, cao tô là 7.5. Tô này nha anh chị 500k. H17, xin lỗi H27 nha anh chị. 500k H27. Rồi một cặp tô nha anh chị, cái này em có một cặp nha. Đó, một cặp tô. Cặp tô ngũ sắc nha anh chị, một cặp tô. Đường kính tô là 21 và cao tô là 8. Rồi cặp tô này anh chị 400 480k, cặp này luôn 480k, cũng sale giá nha anh chị. H28. H28 nha anh chị. Rồi bây giờ em lên chén cơm họa tiết hoa đào nha anh chị. Đấy. Bộ này em có là 5, em có số lượng là 10 chiếc nha. Đó anh chị, cái này là hoa đào vẽ tay nha anh chị nha, rất là đẹp luôn. Và đều là có truyện ký đầy đủ luôn. Đường kính 12 và cao 6. 500k nha anh chị, quá xin lỗi, 50k một chiếc nha anh chị, 50k một chiếc. 50k một chiếc, chốt em mã H29. Đó anh chị, hoa đào vẽ tay rất là đẹp nha. Rất là đẹp, truyện ký đầy đủ, hoa đào vẽ nổi hốt nha anh chị. Bộ chén này siêu đẹp luôn. Đó. H29 50k một chiếc, cái này em còn số lượng khoảng chừng 10 chiếc nha chị, 10 chiếc hoặc là mười mấy chiếc, 20 chiếc gì đó. Rồi cái này là H29 50k một chiếc.
cho một bộ hòa tiết hoa nha chị nha. Bộ này hòa tiết hoa đó, 2 này là 3, đây là 4 nha chị. Bộ của nó luôn siêu đẹp luôn. 2 cái chén cơm, 3 cái chén lẩu, 4 cái dĩa anh chị nha, 4 cái dĩa đấy. Nói chung là nguyên tông luôn, nguyên tông đẹp lắm luôn anh chị nha. Nó là cùng với dòng hoa đào mà cái này em bán chị 2 tông nha. Là mấy cái hơn nhớ, hình như chị dồn hết vỏ đó luôn á, không ghi lại hết. Còn 5 cái ly nhưng mà tấm thì kinh nói không lấy được. Rồi nha anh chị đây. Nên nó nằm ở trong cái giỏ la đây nè em. Đây này vừa. Nằm trong hai cái giỏ này nè, chưa có bán. Dĩa cũng đúng rồi, quay hôm qua chưa bán. Để chút là để chút ta lấy nha. Rồi nha chị đại, bộ này em có 2 combo nha. Em sẽ lên, rồi em lên hết một combo luôn, gồm có 4 dĩa nha chị. Mới nói chung này là bộ này là mới luôn, mà dòng này là dòng dĩa rất là mạnh nha chị. 2 combo đó, rồi là 1, 2, 3, 4 dĩa. Dĩa này là đường kính 23.5, xin lỗi 22.5. Rồi chén lẩu là đường kính 12, 3 chén lẩu. Còn cái chén này là chén cơm đường kính 11 và cao 4. Chén này là cũng là chén cơm đường kính 12 và cao là 5 nha chị nha. Rồi một cái bộ của nó nè. Bộ này là hết luôn. Các màu 2 tông, nó là 2 tông. Còn sàn lấy gì? Cảm ơn nha. Nhớ sàn nhất rồi. Dạ, chúng mình đang bán nha. Cảm ơn nha. Cảm ơn con. Cái này là chị 3 cái chén nha anh chị, đó là 2. Rồi hết bộ này nha anh chị, hết cái bộ này luôn. Rồi hết bộ này là 540k nha anh chị, đã nguyên bộ luôn. Đẹp lắm, bộ này đẹp nha anh chị, 540k. Chốt cho em mã H30 nha anh chị, 540k bộ này H30. Đấy, đẹp lắm anh chị, cái này là bình rượu nha. Chân anh chị dỗ. Những cái món này là xa rất là đẹp luôn. 540k H30. Rồi cái này là chén cơm nha anh chị, cái này là chén cơm, 1 chén cơm, 2 chén cơm, này là 3 chén, này là 4, 5. Cái này có anh chị chén cơm, họa tiết thì mê luôn, họa tiết là anh chị nha. Rất là sáng mà đẹp, họa tiết hoa đào, hoa đồng tiền.
Và cái này là đường kính 12 và cao là 6. 12 cao là 6 nha anh chị ba. 56k một chiếc nha anh chị, 56k một chiếc. H31 nha, mã H31. 56k H31. Đấy. Rồi, cái này anh chị một cái bình xưa nha anh chị. Đấy, cái bình này là bình rất là xưa nha. Anh chị xưa cái này là bình này có hai bôi nha anh chị, hai cái đai nè anh chị nha. Đấy, anh chị nhìn. Bình này là xưa, lam xưa nha anh chị. Cái này có hai bình, cái này là hai con vôi. Bình này anh chị đấy. Rồi cái này anh chị, bình này là bình tàu xưa nha anh chị, xưa nha. Anh chị nhìn cái bình là biết cái này là hàng tàu xưa, họa tiết anh chị nha. Do là cái cây lai anh chị thông cảm là cái cây lai của em nó thấp thì em phải để nghiêng cho anh chị nhìn thấy nha anh chị. Mài làng cúc trúc. Mài làng cúc trúc anh chị nha. Mài làng cúc trúc. À, em để nghiêng cho anh chị nhìn kỹ nha. Dòng này là dòng xưa nha anh chị đấy. Miệng bình 16 nha anh chị và cao bình là 31. 16 cao bình là 31 nha anh chị. Bụng là 70 nha anh chị, bụng là 70. Đấy, cái bình này hôm nay anh chị em cũng sale giá cho anh chị với giá là 2 triệu nha. 2 triệu cái bình anh chị nha. Hôm trước là em sẽ bán với giá là 2 triệu nha anh chị nha. Còn này nếu mà giá thị trị của bình này cũng phải là 2 triệu mới thì em sale 2 triệu. H32. Rồi nha anh chị, cái dĩa này em có số lượng 10 chiếc nha anh chị, em có số lượng 10 chiếc. Dĩa này là đường kính 16. Đường kính 16 nha anh chị, em có số lượng là 10 chiếc nha. 30k một chiếc. H33 nha anh chị, mã H33. 30k một chiếc nha anh chị, mã H33. Đấy, họa tiết hoa đều có các truyện đầy đủ luôn. Rồi em lên cái bộ trà nha anh chị, bộ trà này là bộ trà gà nha. Đó, bộ này là gồm có một bình 5 chung. Một bình 5 chung anh chị, đấy. Có truyện ký đầy đủ luôn. Và lọc này anh chị, lọc, lọc của bình rất là đẹp luôn. Bình này là, bình này là dung tích bình, dung tích bình là 300ml nha chị, 250ml tới 300ml. Đấy. Bình này là đường kính bình, là bình đường kính ly là 6 và cao ly là 2.5. Bộ này 500k nha chị, dòng xứ xương. 500k chốt cho em mã. À. 34 35. Này, cái đó, cái này là đây. Cái này 34. Rồi nha chị. Rồi H34 nha chị, H34. 500k chị. H34 500k. Bộ gà gà này nha anh chị nha. Rồi em lên một cái bình trà anh chị, bình trà nha. Bình này là bình lam và họa tiết. Cái này là lọc tổ ong nha anh chị, lọc tổ ong. Có truyện trong nắp nha anh chị, dung tích là 1 lít nước nha. Dung tích là 1 lít nước. Miệng bình, miệng ngoài là 10, miệng trong là 8 và cao là 12. 300k nha anh chị, bình này em bán 300k 1 lít nước nha anh chị, 300k. H35.
H35 nha anh chị, 300k H35. Rồi em lên cái này anh chị, cái này là một cái khay mứt nha anh chị, khay mứt. Có thuyền ký đầy đủ nha anh chị, khay mứt này là sứ và dưới này là mica nha anh chị, dưới là mica nha. Và đường kính 238 nha anh chị, và cao khay là 6. Và anh chị em bán chị nha, cái nắp này thì nó đã có độ nứt nha anh chị, cái này là nắp này này bằng nhựa nha, nắp này bằng nhựa mà đã có cái nứt nha anh chị nha. Nói chung là cái này là anh chị nứt này nha. Đó. Rồi cái khay này em bán anh chị là 1.200.000 nha anh chị, 1.200.000, 1.200.000 H36 nha anh chị, H36 H36. Rồi em lên cái này chị, dĩa lam nha chị, dĩa lam xưa. Dĩa ha, cái này anh chị, đây là dĩa lam nha chị nha, dĩa lam xưa luôn nha chị. Đấy. Có truyền ký đầy đủ luôn. Dĩa này là đường kính dĩa 17 nha anh chị, và ngang dĩa là 15. Anh chị nhìn cái này là dĩa lam rất là đẹp luôn. Và có truyền ký đầy đủ nha anh chị đấy. Rồi một cặp anh chị, đây là xưa nha. Cặp này em bán là 120k. 120k hai chiếc nha anh chị nha. Đó là dĩa xưa nha anh chị, lam. Và trên này anh chị nhìn là họa tiết là vẽ có hai chú nai. Và cái này là họa chiếc én nha anh chị. Và những cái nói chung là vẽ tay luôn. 120k hai chiếc H37. H37 nha anh chị nha. Rồi em lên một cái này anh chị, cái này là một cặp chế nha, một cặp chế họa tiết là vẽ hoa đào. Cặp chế vẽ họa tiết hoa đào nha anh chị. Chế này là đường kính là 7 và cao chế là 19 nha chị, cao chế là 19. Đấy. Đây là chế lam anh chị, chế lam xưa nha. Đấy. Anh chị cái này em keo nắp anh chị nhìn là biết rồi. Rồi anh chị đấy, anh chị nhìn cái miệng chế này. Rồi một bộ chế này là 7 miệng anh chị nha. Cái này là miệng chế là 5.5 và cao là 19 nha anh chị, cao 19. Rồi cặp này là 700k. 700k nha anh chị, 700k. H38 nha anh chị, H38. 700k H38. Bộ chế này. Rồi. Rồi em lên một cái nồi họa tiết hoa đào này. Anh chị một cái bình này là bình lam nha anh chị, bình lam vẽ sơn thủy nha. Vẽ sơn thủy. Đấy. Chuyện ký đầy đủ nha anh chị, chuyện ký đầy đủ luôn. Miệng bình là 8.5 và cao bình là 25. Vòng bụng là 40, không có đó không phải đâu. Vòng bụng là 40, có ổng đang coi. Vòng bụng là 40 nha anh chị đấy. Bên này hôm nay em cũng sale giá cho anh chị với giá là 400k luôn. 400k anh chị H39 nha, 400k H39.
em lên một cái nồi nha anh chị. Cái này là nồi họa tiết hoa đào nha anh chị, rất là mê luôn. Nồi chưa qua sử dụng luôn anh chị nha, chưa qua sử dụng cái nồi, anh chị nhìn rất là đẹp luôn, chưa qua sử dụng nha. Đường kính nồi là 22 và cao nồi là 7. Có họa tiết trong nha chị, bên trong nha. Nồi này là 170k. 170k anh chị nha, H17, H40. H40 nha anh chị, 170k cái nồi. H40, đường kính là 22 từ ngoài bên này ra ngoài bên này và cao là 7 nha anh chị, cao là 7 nha. H40k 100 H40 nha anh chị, 170k. Rồi cái này là tô ngũ sắc nha anh chị, tô ngũ sắc. Tô này là đường kính 17 nha anh chị và cao tô là 6. Đó. 170k một tô nha anh chị. Cái này em có 2 tô nha. 170k một tô. Em có 2 tô. Mã H. Anh chị nha. Đường kính 17 và cao tô là 6 nha anh chị, cao tô là 6. Rồi H41 nha anh chị, 170k H41. Rồi em xin phép chào cô chú và anh chị.